Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gấp những con thỏ bằng giấy màu. Cách gấp những con thỏ này khá dễ dàng, chúng ta chỉ cần chuẩn bị một tờ giấy hình vuông. Bây giờ chúng ta cùng nhau tiến hành nhé. Để gấp một con thỏ thì chúng ta cần một tờ giấy hình vuông. Các bước tiến hành như sau. Bước thứ nhất, các bạn gấp đôi tờ giấy sao cho mép trên và mép dưới trùng nhau. Bước thứ hai, các bạn lật tờ giấy ra và tiếp tục gấp đôi phần dưới này sao cho mép dưới nó trùng với đường tâm. Các bạn lại tiếp tục gấp đôi phần trên sao cho mép trên trùng với đường tâm. Sau khi được tờ giấy như thế này rồi, các bạn xoay dọc lại và tiến hành các bước như sau. Các bạn gấp chéo tờ giấy sao cho mép ngoài nó trùng với đường tâm. Cạnh bên này chúng ta cũng gấp chéo sao cho trên này trùng với đường tâm. Sau khi được cái này, hình gấp được hình dáng như này, các bạn lật tờ giấy ra và tiến hành như sau. Các bạn mở tờ giấy này lên và để phần mặt bên này vào, gập xuống. Đấy, chúng ta gập xuống như vậy. Tương tự phần này, các bạn lật ra và đẩy cái cạnh ngoài vào. Chúng ta gấp được tờ giấy hình dáng như thế này. Đây là hình dáng sau khi gấp được. Sau khi gấp được như thế này, các bạn lật hai cái cánh này lên và đẩy cái phần mặt này xuống dưới. Chúng ta được tờ giấy hình dáng như này. Các bạn bước tiếp theo, các bạn lật mặt sau lên, lật tờ giấy sang mặt sau và tiến hành gấp chéo hai cái phần bên sao cho cái mép ngoài này nó trùng với đường tâm. Làm tương tự với mặt bên, gấp chéo sao cho cái mép ngoài trên này nó trùng với cạnh bên cạnh đường tâm, nó trùng với đường tâm. Sau khi đã gấp như thế này, chúng ta được hình dáng tờ giấy gấp như thế này. Các bạn, như thế này là đúng. Sau khi gấp được như thế này, các bạn lật mặt sau và tiến hành gấp như sau. Các bạn gấp tờ giấy tại vị trí này. Hai vị trí, các bạn gấp xuống tại hai sao cho hai cái mép này nó trùng với hai vị trí giao nhau này. Gấp xuống. Phần mũi này chúng ta gấp ngang một đoạn thì cái phần này chúng ta sẽ làm đầu của con thỏ và cái phần này chúng ta gấp ngang một đoạn. Đoạn nhỏ thôi nhé các bạn. Các bạn được tờ giấy hình dáng như thế này, mặt đây là mặt mặt sau. Mặt trước hình dáng như thế này.
Sau khi gấp được như này, các bạn gấp đôi tờ giấy sao cho hai cái cạnh này nó trùng nhau. Sau khi gấp đôi tờ giấy, chúng ta được hình dáng tờ giấy đã gấp như thế này là chuẩn xác. Các bạn cầm hai phần này, chúng ta sẽ làm tai của con thỏ. Các bạn cầm vào phần tai này, kéo lên. Sao cho cái đường gấp xéo này nó trùng với đường ngang này. Tại điểm này, hai điểm này nó giao nhau. Tại hai đường chéo này nó giao nhau tại điểm này. Sau khi gấp được hình dáng như thế này, các bạn gấp tờ giấy gấp ngang cái phần phía sau này sao cho cái cạnh này nó trùng với cái đường phía trước ngực của con thỏ này. Đây là phần cổ của con thỏ, gấp sao cho cái đường sau này nó trùng với đường phía trước này. Sau khi đã gấp được như này, các bạn lật phần bụng của con thỏ lên và đẩy cái phần dư này vào bên trong theo cái nét vừa rồi chúng ta đã gấp. Thì chúng ta được tờ giấy hình dáng như thế này. Sau khi đã gấp được như thế này, ra hình dáng như thế này, các bạn lật phần giữa này lên và tiến hành gấp như sau. Gấp tờ giấy này sao cho cái mép này nó trùng với đường bên. Và chúng ta khép, sau khi gấp được như thế này, chúng ta khép phần mặt bên cạnh này lại và gấp lại. Đây, hình dáng bên trong của nó là như vậy, các bạn gấp lại. Về cơ bản thì hình dáng của con thỏ đã được thành hình. Bây giờ chúng ta gấp một ít phần đuôi. Đây, để tạo ra phần đuôi, các bạn gấp lại một chút ít. Sau khi gấp được như này, các bạn mở hai bên hông này ra và đẩy cái phần này vào bên trong. Như vậy là chúng ta đã được một con thỏ với đây là phần đầu, tai, mình và chân. Sau khi đã gấp xong như thế này, các bạn gấp hai phần tai này xuống hai bên theo cái nét chúng ta đã gấp trước đó. Hai cái nét này là lúc ban đầu, thời khắc ban đầu chúng ta gấp là bây giờ nó vẫn còn, thì các bạn gấp xuống như thế này và sau đó các bạn đẩy lên. Chúng ta đưa tay vào trong này và tiến hành tạo dáng cho cái tai của con thỏ. Như vậy là chúng ta đã gấp được một con thỏ theo cái ý tưởng ban đầu. Và đây là thành quả sau khi lúc trước mình đã tiến hành gấp
Video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn thấy thích video này, hãy like và chia sẻ cùng với bạn bè. Và đừng quên nhấn subscribe và đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.